Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã liên thủ thu phục thành công Thánh Vệ số 10. Tuy nhiên, vì để có thêm một cơ hội sống sót ra khỏi tử vong chi địa, Long Hạo Thần không nghỉ ngơi mà quyết định tiếp tục tham gia khảo hạch của Thánh Vệ số 9. Dựa theo lời cảnh báo của ba Thánh Vệ đã thu phục thì vị quân giả số 9 này có sức mạnh gấp trăm lần bọn họ. Dù đã có chuẩn bị, nhưng khoảnh khắc tiến vào không gian thí luyện, Long Hạo Thần mới đầu cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Sau một khắc định thần phá tan đi những bức tượng đất linh hồn không ngừng kêu gào, thì rốt cuộc hắn cũng chân chính đối diện với Thánh Vệ số 9. Có thể nói, với khả năng tạo ra lượng lớn những bức tượng như vậy, thì việc gọi vị cường giả chi hồn này là một ma pháp sư hệ thổ cũng không sai. Rất nhanh, song phương đã đứng đối diện nhau, Long Hạo Thần rốt cuộc cảm nhận được lực lượng áp bách khủng bố khó có thể hình dung bỗng xuất hiện trong không khí. Long Hạo Thần giật mình phát hiện đây chắc là trọng lực thuật đã thất truyền của ma pháp sư thổ hệ. Hắn mau chóng vỗ nhẹ bốn cánh sau lưng để giữ thăng bằng. Nhưng không ngờ, trọng lực thuật này mạnh hơn hắn tưởng. Trong mắt khô lâu vàng dần hiện ra vẻ băng lãnh, xen lẫn sự kiêu ngạo mà hắn chưa từng thấy ở ba vị cường giả trước đó. Chỉ trong thoáng chốc, Long Hạo Thần lảo đảo thì vị thánh vệ số 9 này đã xuất ra một cây búa cùng một trường kiếm màu vàng trong tay, rõ ràng là để đối phó với hắn. Rất nhanh, vô số luồng ánh sáng vàng trên tay khô lâu vàng thi triển ra, phóng tới trước mặt Long Hạo Thần, áp bách khủng bố khiến hắn liên tục lui về sau. Sau vài lần phòng ngự, phát hiện yếu điểm của ma pháp sư chính là cận chiến, cho nên thân hình Long Hạo Thần mau chóng vọt đến trước mặt đối thủ, sau đó anh tạc ra một đòn công kích chí mạng. Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp năng lực của vị cường giả này. Khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới trước ngực, khô lâu vàng đã nhìn thấy suy nghĩ cận chiến của Long Hạo Thần nên đã một kích hất bay hắn ra xa. Cùng với đó, hai thanh vũ khí trong tay cũng luân phiên bạo tạc ra sức mạnh kinh người, oanh kích liên tục về phía Long Hạo Thần. Trong không khí, linh lực hệ thổ và không gian dao động cực kỳ kịch liệt, Long Hạo Thần không hề sợ hãi mà mạnh mẽ kháng cự, tay phải nắm quan chi liên y, tay trái là huy hoàng thánh tấm thuẫn, cùng với đó là thân thể nhanh như tia chớp, vừa tránh né vừa đỡ lấy những đòn tấn công của thánh vệ số 9. Sau một hồi đấu qua đá lại, cơ thể hắn rõ ràng đã thấm mệt, nhưng nhìn về phía đối phương dường như chưa từng mất tí sức nào vậy. Trong lòng thoáng nghĩ đến Thải Nhi và đồng bạn còn đang chờ mình ở bên ngoài, Long Hạo Thần lại càng quyết tâm hơn, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, lần này rõ ràng là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Suy nghĩ vừa dứt, hồng quang từ dưới chân từ từ bốc lên, thoáng chốc cả người hắn giống như được bao phủ bởi một tầng huyết sắc vậy. Chứng kiến một màn này, khô lâu vàng cũng phải cảm thán, không ngờ rằng chỉ là thí luyện mà hắn lại có thể liều mạng đến như vậy, thật không hổ là người Y Lai Khắc Tư nhìn chúng. Chỉ trong nháy mắt, thực lực và kiếm ý của hắn hoàn mỹ kết hợp, sát ý tràn ngập, thân thể Long Hạo Thần thoáng cái đã vọt lên lần nữa, hướng đỉnh đầu thánh vệ số 9 mạnh mẽ phóng ra một kích tu la chạm. Rốt cuộc thì vị cường giả này cũng vì chiến ý của hắn mà nghiêm túc chiến đấu, quang mang vàng và đỏ không ngừng lóe lên trong không gian, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng kinh khí bạo động vang vọng khắp nơi này. Cũng trong lúc ấy, ở đại sảnh tầng 1 tháp Vĩnh Hằng, đám người Hàn Vũ và các thánh vệ không ngừng lo lắng cho Long Hạo Thần. Nhìn sắc thái của mọi người xung quanh, Thải Nhi tuy không nói chuyện với bọn họ, nhưng vẻ lạnh lùng trước đây đã bớt đi vài phần. Ánh mắt nàng cũng tự nhiên hướng về phía cánh cửa Long Hạo Thần vừa bước vào. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại có chút sốt ruột và mong mỏi thiếu niên kia sẽ hoàn thành khảo hạch. Quay trở lại bên trong không gian thí luyện, sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Long Hạo Thần rốt cuộc cũng khiến cho thân thể khô lâu vàng xuất hiện những vết nứt. Đánh đến đây, rốt cuộc vị cường giả này cũng thu tay lại, sau đó quỳ gối trước mặt Long Hạo Thần lên tiếng: "Chủ nhân, thánh vệ số 9 nguyện vì ngài cống hiến sức lực." Tiếng nói vừa dứt, khô lâu vàng đã hóa thành một luồng sáng bay thẳng hướng ngược Long Hạo Thần và dung nhập vào trong giai điệu Vĩnh Hằng. Ngay sau đó, ấn ký trên ngực hắn phát ra nhiệt độ, quang mang vàng nồng đậm không ngừng chớp động trước ngực. Long Hạo Thần có thể cảm giác được dường như thánh vệ số 9 đang hấp thu năng lượng lưu trữ trong giai điệu Vĩnh Hằng để hồi phục bản thân. Đúng lúc Long Hạo Thần chuẩn bị hướng về phía cánh cửa bước ra thì giọng nói quen thuộc của Y Lai Khắc Tư bất ngờ vang lên: "Chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm tầng thứ 2, ngươi có thể tiếp tục tiến lên, ta ở phía cuối con đường chờ ngươi, có thể thông qua tầng thứ 2 chứng tỏ ngươi đã có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng muốn thật sự kế thừa ta, thực lực của ngươi vẫn còn kém rất xa, chỉ có quyết tâm tiến lên không ngoái đầu lại mới có thể đi đến cuối. Ta sẽ ở đó chờ ngươi, con đường sau này ngươi nhất định phải dựa vào chính sức mình tiến lên, trước khi ngươi tới tầng thứ 6, trừ thánh vệ ra, ta sẽ không thử cho ngươi thứ gì khác. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi tới trước mặt ta." Đến đây thì cũng hết tập 112 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.